Xin chào tất cả quý vị và các bạn đam mê audio trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay thì tôi lại về được cái dây loa đây quý vị các bạn nhìn này, dòng này là dòng dây loa lõi đồng, lõi đồng quý vị các bạn nhé, dòng dây bãi nhập vỏ ngoài quý vị thấy. Tôi về được một cuộn thôi, chắc chỗ này được khoảng 100 mét đổ về, cũng không được nhiều. Để cho anh em review đến anh em và để cho anh em cùng tham khảo nhá, dòng dây loa lõi đồng quý vị các bạn nhá. Để tôi cắt được cho quý vị các bạn tham khảo này, cho tôi một chút. Ok, để cắt ra nha quý vị các bạn, cho quý vị nhìn cái lớp vỏ này. Đấy, rất là chắc chắn nha, lớp da bao ngoài chắc chắn luôn, đấy là cao su bảo vệ ngoài, lớp vỏ ngoài chắc hơn. Ok, tước lớp ngoài ra cho quý vị bạn tham khảo nha. Đấy, rất là chắc luôn nha, còn một lớp cao su này bảo vệ rất là chắc chắn luôn. Rồi, còn tiếp đến một lớp giấy này, đấy, quý vị bạn nha, một lớp giấy. Và phía trong này, quý vị nhìn phía trong này, nó sẽ có một dây đen như này, hai dây đen, một dây trắng, còn hai cái dây nhỏ này là dạng dây chống đứt thôi. Quý vị các bạn có thể cắt bỏ ra, tôi cắt bỏ cho quý vị các bạn xem. Ok, này. Còn đây, dòng này là hai dây này là hai dây chính này, quý vị các bạn này, đây là hai dây chính nhá, quý vị nhìn. Còn cái dây đen này ở trong nó có hai lõi nhỏ này, quý vị nè, đây dây chính nha, này ở trong là dây đen này, nó có hai lõi nhỏ này, như cái đầu này tôi cũng đã cắt ra đây để quý vị các bạn không phải chờ đâu rồi. Đấy, hai cái dây chính lên đây là lõi đồng này, quý vị các bạn này nhìn nha, đồng rất là tươi, rất là nhiều sợi tươi, cả bọ các bó nhỏ này rất tươi nhuyễn sáng. Còn đây có cái dây đen mà có hai lõi nhỏ đây, tôi cắt ra đây, trong cũng là dây lõi đồng này, quý vị nhìn nha. Dòng này thì quý vị các bạn có thể là giữ thêm hai cái sợi cái dây nhỏ này lại cũng được. Quý vị các bạn nhiều, quý vị các bạn giữ hai dây nhỏ này lại, hoặc là có thể cắt bỏ này đi cũng được. Còn có một số anh em chơi cái dòng dây của này của chúng tôi sẽ tận dụng hai cái dây nhỏ này lại và sẽ đi thêm một cặp chép, một chép giờ ở ngoài nữa, rồi một cặp tép ấy ghép thêm ở ngoài thì đi thêm dây này song song luôn, xong với những cái đầu chúng ta tách ra thôi, rất là tiện. Hoặc là quý vị các bạn cũng có thể cắt bỏ đi, hoặc quý vị các bạn có thể chập đen vào đen, đỏ trắng vào trắng như này để dây loa để tăng cái tiết diện của dây lên, tăng cái lõi tiết diện dây và cái số sợi dây lõi đồng của lên. Đấy, quý vị gì đâu, lõi đồng mỡ bạc à, ai đâu không lõi đồng này, không phải lõi đồng, xin lỗi quý vị nhé, lõi đồng này rất là tươi đấy, những sợi nhỏ mềm vị nhỉ. Đấy, quý vị theo dòng này thì đánh cái bát rất là lực. Đấy, quý vị các bạn nha, dây này đánh bát rất lực, quý vị không? Dây này bỏ ngoài thì bóng này, dây bãi quý vị các bạn nha, dây này rất là chắc chắn, cái lõi này để mà tước ra dây này cũng rất là chắc, vì những dòng này vỏ này nó dạng kiểu vỏ chống cháy ấy, quý vị các bạn nha. Đấy. Còn đây như sản phẩm tôi có làm cho được một số cặp dây này để cho quý vị các bạn cùng tham khảo ấy, quý vị không? Đây, cặp rồi một cặp này. Là một số cặp để cho quý vị và các bạn tham khảo. Ví dụ như cặp này 2,5 mét một vế, quý vị các bạn nha, 2,5 mét một vế rồi lõi đồng, quý vị nào 2,5 mét vế thế, tôi chia màu ra trong bọc bảng co này, quý vị về cứ thế dùng thôi. 2,5 mét một vế là một bộ 2,5 mét này, hai vế 2,5 mét là tổng 5 mét này, có giá là 350.000 trên một bộ như này, và sẽ ship code cho tất cả quý vị và các bạn trên này toàn quốc, quý vị các bạn nha. Quý vị các bạn nào mà có nhu cầu cần thêm thông tin thì vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận, hoặc quý vị các bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp tôi số điện thoại 0944737321, hoặc quý vị các bạn cũng có thể qua trực tiếp cửa hàng tại địa chỉ là số 9 ngõ 112 Đinh Công Thượng, hoặc là trên đường Đặng Tiến Đông có một cơ sở, hoặc là Long Biên chúng tôi có một cơ sở nữa, ngoài ra chúng tôi còn một cơ sở trong Sài Gòn nữa để cho quý vị các bạn cùng tham khảo nha. Và sau đây thì tôi sẽ phép dừng video ở đây và xin cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều. Quý vị nào các bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì xin vui lòng đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của chúng tôi.
Xin cảm ơn quý vị các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video kế tiếp nhé.